Sáng nay, Hội nghị Bộ trưởng ASEM về lao động việc làm lần thứ tư đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Với chủ đề Việc làm và an sinh xã hội, chìa khóa để tăng trưởng toàn diện và bền vững, hội nghị có sự tham gia của khoảng 200 đại biểu đến từ 39 thành viên ASEM. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu tại phiên khai mạc. Diễn đàn Hợp tác Á Âu ASEM đã trải qua 16 năm hình thành và phát triển, với mục tiêu tạo dựng một mối quan hệ đối tác mới toàn diện giữa châu Á, châu Âu vì sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn và tạo ra sự hiểu biết sâu sắc hơn giữa nhân dân hai châu lục, thiết lập đối thoại chặt chẽ giữa các đối tác bình đẳng. ASEM ngày càng thu hút thêm nhiều thành viên tham gia và ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng của mình trong việc kiến tạo một thế giới hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển. Diễn ra trong hai ngày 25 và 26 tháng 10, Hội nghị Bộ trưởng ASEM về lao động việc làm lần thứ tư tập trung trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội trong bối cảnh các quốc gia đang nỗ lực khắc phục hậu quả khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu và tình hình thị trường lao động tại các nước ASEM trong tương lai, điểm lại các dự án hợp tác đã và đang triển khai trong ASEM và xác định các dự án hợp tác giai đoạn 2012-2014. Phát biểu tại phiên khai mạc, thay mặt nước chủ nhà hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng sự kiện này là cơ hội để trao đổi những kinh nghiệm tốt, thúc đẩy hợp tác và khẳng định vai trò của đối thoại Hợp tác Á Âu trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội, thúc đẩy phục hồi kinh tế và phát triển bền vững. Là nước chủ nhà của hội nghị quan trọng này, chúng tôi đánh giá cao các sáng kiến của ASEM trong việc thúc đẩy về phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ kỹ năng, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội để phát triển bền vững và toàn diện. Mặc dù những thành quả đạt được trong hợp tác ASEM thời gian qua là rất đáng khích lệ, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế quan trọng của ASEM. Một diễn đàn đại diện cho 60% dân số và 55% GDP toàn cầu. Chúng tôi cho rằng trong thời gian tới, chúng ta cần đẩy mạnh hợp tác hiệu quả hơn nữa, đẩy mạnh việc chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng chính sách cũng như các bài học điển hình. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng ASEM cần tăng cường hỗ trợ xây dựng chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động và an sinh xã hội, gắn việc bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm ổn định với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững và thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, phục hồi kinh tế đi đôi với thực hiện chương trình nghị sự việc làm bền vững, tăng cường hợp tác ASEM trong các lĩnh vực cụ thể như tạo việc làm gắn với đào tạo nghề, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn vệ sinh lao động, trong đó đặc biệt ưu tiên các nhóm yếu thế như phụ nữ, thanh niên và người khuyết tật. Là một quốc gia với gần 90 triệu dân, có vị trí chiến lược tại khu vực Đông Á và là thành viên của nhiều tổ chức và cơ chế thương mại khu vực cũng như quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Việt Nam hết sức coi trọng phát triển mối quan hệ ngoại giao và kinh tế, thương mại, đầu tư với các nước ASEM. Trong đó hợp tác về lao động, việc làm và an sinh xã hội là một trụ cột quan trọng. Về phần mình, Chính phủ Việt Nam khẳng định phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội là một chính sách nhất quán. Và tại hội nghị này, Việt Nam luôn lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc xây dựng chính sách, các bài học thực tế cũng như hợp tác hỗ trợ kỹ thuật với các thành viên ASEM. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng kết quả hội nghị lần này sẽ đóng góp tích cực cho các chủ đề được thảo luận tại hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 9 sắp tới tại Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình để phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trong ASEM, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.